Chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái video liên quan đến cái máy phát điện bằng xăng chạy nhiên liệu xăng các bạn nhé. Trước mặt chúng ta là một cái máy phát của công ty Hữu Toàn. Sản phẩm này là của hãng Honda, nhưng mà nhãn hiệu thì được của Hữu Toàn, công ty Hữu Toàn họ đã lắp ráp máy này. Thì máy này là một trong những dòng máy cũng khá là có thương hiệu. Đó, nó là dòng máy lắp ráp ở công ty trong nước. Thế thì cái máy này nó công suất lên đến là hơn 4 kW. Đó, thì với cái mã của nó là HG5500. Thì cái máy này nó là một cái máy động cơ máy phát chạy xăng ra phát ra điện ra 220, là một cái máy thông thường, nó cũng như các cái máy khác, nhưng mà nó cũng khá là xịn sò. Vì thứ nhất là đây là dòng máy của nó, cũng là một dòng máy của hãng công ty, cho nên nó chất lượng cũng rất là ổn định các bạn ạ. Từ các thanh răng và mọi thứ này họ lắp đặt thì cũng rất là chắc chắn, máy nổ rất là êm. Thế thì con này, với dòng máy xăng này thì hôm nay tôi làm cái video chia sẻ cho các bạn có một số cái ưu nhược điểm của về cái máy xăng. Thế riêng với dòng máy xăng ấy, thì thứ nhất là nó nhỏ gọn, đó, nó dễ giật nổ, dễ khởi động, dễ nổ, và hỏng hóc sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng. Nhưng có một cái nhược điểm, đó là nếu mà các bạn lâu không sử dụng, ví dụ như để một vài tháng không sử dụng, thì nó dẫn đến hiện tượng xăng bị bay hơi, nó khó lổ các bạn ạ. Đấy là một cái điều nhược điểm của cái máy, dòng máy phát xăng các bạn nhé. Đấy, thế còn ngoài ra thì tiếng nổ nó thì cũng khá là êm, mà dễ nổ, không có khó khăn. Đấy, thế thì cái máy này ấy, nó đang phát ra điện là 220V, tần số là 50Hz, công suất lên tầm khoảng hơn 4 kW một tí các bạn ạ, hơn 4 kW một chút. Thế thì cái này ấy, khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên là thường xuyên, cứ một tuần là chúng ta nên giật lổ một lần. Đó, cho lổ tầm độ 15-20 phút để nóng máy và để tiêu cái xăng dần đi. Thì cái việc cái xăng nó bốc hơi thì nó sẽ bị tiêu dần đi, và cuối cùng nó sẽ giảm được cái lượng xăng dư thừa trong cái bình này. Và chúng ta phải thay xăng thường xuyên, chúng ta không nên để cạn xăng trong bình này. Nếu các bạn để cạn xăng trong bình này ấy, thì nó dẫn đến hiện tượng đó là bị dễ bị hỏng cái thùng xăng này. Có một số hãng ấy, họ làm cái thùng xăng này bằng sắt tôn ấy, thì nó rất dễ bị han và thủng các bạn ạ. Còn một số hãng làm bình inox thì nó không bị thủng các bạn nhé. Đó, thế thì cái xăng trong này ấy, chúng ta để lâu ấy, nó sẽ bị hả hơi và nó sẽ bị mất khả năng đốt cháy, nó dẫn đến là rất là khó nổ nếu các bạn mà không thường xuyên giật lổ, là một này. Khi các bạn để lâu nó cũng dẫn đến hỏng, bị tắc chế nữa. Đấy, nó bị keo cái xăng ở trong chế, khiến nó là bị hỏng một chế, nó làm cho chúng ta phải thay chế các bạn nhá. Đấy, thì đấy là cái nhược điểm của nó. Nhưng mà để chúng ta để tránh những nhược điểm này thì chúng ta thường xuyên giật nổ này, và thường xuyên để bình xăng trong bình, nhưng mà chúng ta để mức vừa phải thôi, giật nổ xong cho nó hết xăng đi, xong chúng ta đổ tiếp xăng mới vào duy trì thì nó sẽ ok hơn các bạn nhé. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể trong thời gian một khoảng nào đó chúng ta không dùng, thì chúng ta có thể lấy cái túi bóng chúng ta bịt nó lại và chúng ta vặn đây cho kín để giảm được cái khả năng bốc hơi của xăng đi. Đấy, thì nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là với động cơ xăng thì chúng ta không để lâu quá nhá, không để lâu quá, để 6 tháng là nó lâu sẽ khó lổ các bạn nhé, giống như chúng ta đi xe máy đấy. Thế còn cái việc nữa là chúng ta thường xuyên kiểm tra dầu, nếu nó phát hiện nó hết dầu chúng ta phải thay dầu ngay các bạn nhé, còn không là nó sẽ làm cho hỏng máy của chúng ta. Đấy, thì qua cái video này thì tôi chỉ có một số cái lưu ý cho các bạn như vậy thôi, tức là về ưu điểm nó cũng đã chúng ta có thể biết rồi, ưu điểm là nhỏ gọn này, dễ giật nổ, sử dụng tiện lợi và vận chuyển dễ dàng. Nhưng nhược điểm của nó là nếu để lâu không nổ, tầm 5-6 tháng thì sẽ rất là khó nổ, đúng không các bạn? Đấy, thì đây là cái nhược điểm của nó. Cho vậy chúng ta thường xuyên phải lổ máy, cứ một tuần chúng ta giật lổ một lần các bạn nhé. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác nhé. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những thông tin liên quan đến máy thi công xây dựng và các máy phát điện, máy điện nói riêng. Các bạn có thể comment ở phía dưới video hỏi đáp về những thắc mắc gì thì tôi sẽ trả lời cho các bạn nhé. Rồi, chào các bạn. Hẹn các bạn ở một video khác nhá. Xin chào các bạn.